Thôi bây giờ thì hai bạn đã có mặt đối diện có cái hàng rào tình yêu thôi. Chút xíu hàng rào tình yêu sẽ mở ra. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ. Em kính chào anh Quyền Linh, chào em, chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên em. kia ạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Huỳnh Thiên, năm nay 30 tuổi. Em đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Bình Thuận giờ Thiên đang làm đâu? Dạ hiện tại em đang làm công tác ở Bến Tre, thành phố Bến Tre. Em làm công tác an toàn lao động. Nhưng mình quê Bình Thuận, mình làm Bến Tre, mình ở Bến Tre với ai? Dạ em ở chung với công ty. À công ty luôn hả? Dạ. Rồi, nhưng mà mời nhà gái. Dạ, đầu tiên em xin kính chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn bên kia. Chào em. Khán giả. Em tên là Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 91, quê ở Cà Mau, hiện tại làm việc ở thành phố Cà Mau. Em làm công việc gì? À, em làm nhân viên kế toán cho công ty Ton và tư vấn viên bảo hiểm. Coi như là hai bạn ở miền Tây luôn đó. Rồi, em trước thì em cũng có đăng ký chương trình này 5 năm trước. Nhưng mà có một sự cố là em không đến ghi hình được. Tất cả nó đều là duyên số hết. Dạ. Ông trời sắp đặt em ngày hôm nay phải ở đây để gặp bạn trai bên kia. Cái bạn hôm trước mà thế chỗ em đó. Giờ ta có hai con rồi đó em. Giờ ta có hai con rồi đó em. Dạ. Nhưng mà không phải duyên số của bạn ấy. Thì đúng rồi. Thôi, hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ nói liền với cái duyên 5 năm trước nha. Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể làm được công việc nhà. Từ nhỏ giờ là em cũng không có vướng vào những cái tật xấu của xã hội như không chơi bời rồi đàn đúm nhậu nhẹt á. Em không hút thuốc luôn. Có đàn đúm không? Dạ không. Có đàn không? Dạ có, đàn thì em biết chơi nhạc cụ. À, có đàn, có đúm không? Dạ không. Không không. Có tật xấu gì không Thiên? Dạ thì bên cạnh đó thì cũng sinh ra nhược điểm như là em nhút nhát về vấn đề giao tiếp. Ví dụ em nhậu nhẹt rồi mời ly một bia đó là em rất là kém vấn đề đó. Hoặc là em nói năng không được lưu loát. Rồi, mà nhà gái? Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm nào? Ưu điểm của em thì rất là vui vẻ, hòa đồng, có thể biết nấu ăn, quan tâm người khác. Rồi nhược điểm của em thì tính em hay thẳng á, nên dễ hay bị mất lòng người khác. Do công việc em nhiều quá nên không có thời gian để hẹn hò. Là từ xưa giờ chưa mối tình nào hết? Dạ em có hai mối tình nhưng mà cũng đã trải qua rất là nhiều năm rồi. Một mối thì 7 năm, còn một mối cũng 2-3 năm nay, nên em cũng hơi khó tìm được một người để cho mình chia sẻ. Tức là em quen một mối tình 7 năm luôn đó hả? Thời gian 7 năm nhưng mà tại vì em quen khoảng 1 năm mà cũng dự định là cưới. Nhưng mà tại cũng không hợp với gia đình bên đàn trai á. Em trai mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình. Dài không? Dạ cũng ngắn. Mối tình đầu tiên của em thì khi mà em học ra trường xong rồi thì em đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ xong rồi thì em sẽ đi vào Sài Gòn làm, thì em cũng có quen một bạn. Mấy năm? Dạ em quen được cũng gần 2 năm. Do em cũng vừa mới lập nghiệp á, và bạn đó cũng vừa học năm cuối đó, đại học á, mà hai người không có tiến tới được bởi vì em cũng chưa có chững chạc lắm. Chưa có sự nghiệp đúng không? Dạ chưa có sự nghiệp. Giờ có sự nghiệp chưa? Thì giờ có rồi ạ. Bây giờ nhà trai xin hỏi nhà gái là mình muốn có một mẫu hình lý tưởng một người chồng như thế nào? Một người biết quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định, một người có đạo đức tốt, một người con có hiếu trong gia đình. Đủ rồi, vậy là đủ luôn rồi. Muốn cao thấp mập người đó luôn. Phải cao khoảng 1m6 trở lên. Để chị Lan qua. Dư. Dạ. Cao thì dư chào rồi đó. Nhà trai. Trời ơi em ơi, ngon lành. Có cái gì mà em không thích ở đàn ông? Không hút thuốc. Rồi gì nữa? Uống rượu thì ít thôi, nhưng có thể là người nó thật thà một chút, ít nói dối cho em. Rồi, chị Lan qua, chị Lan hỏi. Có hút thuốc không? Không. Dạ không. Thật thà không? Em là người chân thành, em thích mỗi người bạn gái chân thành thì em cũng sẽ như vậy để với bạn gái. Nói chứ phụ nữ người ta không cần gì cả, chỉ cần một người biết quan tâm, chia sẻ và quan trọng là thành thật với nhau. Nói vậy thôi chứ mấy cô cứ nói em chỉ cần thành thật chia sẻ. Về ta thành thật chia sẻ nói tôi cần tiền nữa. Tôi cần tiền nữa. Thì đi làm có nhiều tiền thành thật khai báo người ta. Đi làm 10 đồng mà về khai có 2 đồng mà biết sao ta, người ta phải làm cần 10 đồng, đưa 10 đồng thành thật là vậy. Đưa 10 đồng nó chưa đủ tôi son phấn nữa. Sao những yêu cầu của nhà gái em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nếu mà yêu cầu của nhà gái vậy em có thể đáp ứng được cỡ 80-90%. Giỏi, vậy là được rồi. Thế thì còn ở phía bản thân em cần một người con gái như thế nào nè?
Dạ, em cũng suy nghĩ với bạn gái là em cần một người chân thành với em, thật thà với em, có thể là làm được công việc nhà, cái để họ chia sẻ lẫn nhau. Em thì giỏi công việc nhà thì em có thể giúp đỡ được phụ nữ. Nói gì nữa không? Đừng có tính cách đàn ông quá. Đừng đàn ông quá là sao? Em không thích phụ nữ mà xã giao nhiều, rượu bia rồi là em không thích. Thôi. Thì nói chung là phụ nữ thì nhậu nhẹt suốt ngày thì cũng không tốt. Dạ. Giao thiệp bên ngoài nhiều quá thì nó cũng có những cái mặt hạn chế, nó cũng không tốt lắm. Nhưng mà phụ nữ có một chút xíu đàn ông trong người rất hay. Họ mạnh mẽ, họ tự lập được. Dạ, cái đó em chấp nhận. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người thân để cho nó rõ hơn. Nhà gái đi với ai? Dạ, em lên có một mình. Để cho chị Lan lo. Nhà trai chị Lan thấy được lắm, ngon lắm. Dạ. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với anh hai của em ạ. À, vậy hả? Dạ, chào nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan với các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Chào em. Dạ. Em là Thông, em là anh trai của Thiên. Anh ruột hả anh hả? Dạ, anh ruột. Dạ. Em theo Thiên từ nhỏ tới giờ. Hai anh em cũng vô trong Sài Gòn học rồi, bây giờ Thiên có công việc thì Thiên cũng hay đi đây đó theo công trình đó. Nhưng bây giờ thì lâu lâu thì anh em gặp nhau một lần. Tính Thiên rất là tự lập, rồi ở nhà thì rất là ngoan, rất là thương mẹ. Anh thấy nhà gái của em sao anh? Nhà gái thì em thấy bạn hiền, dễ thương, có vẻ là hợp với tính của Thiên. Em cảm ơn anh. Trời, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thôi mở rào cho hai bạn tiếp xúc nhau đi. Mở rào. Chạy mềm dễ luôn. Hiền á. Chuyện còn lại là của Thiên đó. Rất vui gặp em. Hôm nay thì anh có món quà tặng. Ơn Ngọc, cảm ơn anh. Tại vì Ngọc đi xe quá, vội quá, không có chuẩn bị quà cho anh kịp. Anh thông cảm với em. Sao hai bạn nhìn coi giống hình mẫu lý tưởng của mình? Anh nhìn Ngọc như thế nào? Lần tiên thì anh thấy em là hiền dễ thương. Nãy anh nói không thích phụ nữ ngoại giao á, nhưng mà công việc của em á là hầu như là ngoại giao á. Nhưng mà em cũng biết chừng mực, không phải là nhậu hay là gì, nhưng mà công việc em là có thể đi sáng nhiều khuya. Anh có chấp nhận vậy được không? Nếu mà em bị công việc thì anh chấp nhận. Có chấp nhận là yêu xa hay không? Anh thì ở Phan Thiết, Bình Thuận, miền Trung, thì nếu mà em ở Cà Mau vậy thì còn cách xa, nhưng mà anh vẫn chấp nhận được. Ví dụ anh sẽ sắp xếp tí là mình không gặp nhau thường xuyên hoặc nhiều thôi, nhưng mà anh vẫn có thể thời gian tự nhiên cho em. Ví dụ như anh hiện tại trong công tác ở Bến Tre thì anh có thể xin phép nghỉ 2 ngày hoặc 1 ngày đó, anh bắt xe về Cà Mau hoặc là anh chạy xe máy về anh thăm em được. Dạ, thì nói chung là em thì không quan niệm là yêu xa hay yêu gần, nhưng mà quan trọng là hai người có sự tin tưởng với nhau. Rồi anh có muốn làm rể Cà Mau không? Một nơi rất là xa nha. Bỏ rễ. Không, nó không phải là bắt rễ mà là có muốn làm rễ không thôi. Vợ mình nha, người phụ nữ mình muốn ở đâu thì sẽ chỉ nhường nhịn bạn theo ý của bạn. Đó, dễ vậy đó. Dạ, nhưng mà gia đình anh có bắt buộc phải làm dâu không? Không, gia đình anh cũng dễ lắm. Nhưng mà anh là con mấy trong gia đình? Anh là con út trong gia đình. Bố mẹ có quan niệm là ở chung với con trai út không? Không. Em thì bình thường làm dâu thì em vẫn chấp nhận, miễn sao chỗ đó có công việc thuận tiện là em sẽ làm. Em sẵn sàng đổi công việc, chuyển công tác. Nhưng mà quan trọng là người cùng với mình đi đồng hành là phải hiểu mình, thông cảm mình. Gia đình anh có quan niệm về tuổi tác không, hay là nhỏ hơn hay lớn hơn không? Không, anh không. Bởi vì người yêu trước của anh cũng lớn tuổi hơn anh. Rồi, ví dụ như anh đi làm hay là đi đâu đó công tác, ví dụ như em nhanh là thật sự mà tiến tới mà nó quen á, mình tìm hiểu sau thì anh cứ nói với em là anh đi công tác, phải thông báo cho em được không? Được, cái vấn đề đó đơn giản mà. Anh vẫn thích chị bởi vì người ta làm như vậy có thể người ta quan tâm đến mình, nhớ đến mình. Thì anh cũng... Anh có ngại là phụ nữ là tối ngày lo kiếm tiền không? Thời gian để dành đi kiếm tiền không không? Anh nghĩ là kiếm tiền cũng tốt, nhưng mà phụ nữ cho dù yêu nhau được đi nữa thì mình vẫn dành tình cảm với hai người quan trọng nhất là vợ, tình cảnh vợ chồng. Tại em là một người con rất là có hiếu trong gia đình, nên em cũng muốn một người bạn của em sau này cũng coi xem mẹ em như là mẹ ruột. Mặc dù là mẹ em có sai hay là nói gì đó thì vẫn vui vẻ. Ví dụ vẫn vui vẻ và nhận khuyết điểm, mặc dù là mình không có. Em chỉ còn như vậy là được. Anh có làm được không? Anh tự tin là anh sẽ làm được. Dạ. Rồi giờ về nhà nè, kinh tế ai giữ nè, con ai giữ nè, nhà cửa ai dọn nè, đó, phân công nhau luôn đi, cho rõ ràng luôn đi. Em là phụ nữ thì anh sẽ ưu tiên quyền kinh tế, tài chính cho em giữ. Anh có tin tưởng là đưa hết tài chính cho em giữ không? Nếu mà sao, nếu mà yêu em và anh, tự nhiên là anh sẽ tin tưởng em. Anh cần em là chân thành với anh và thật lòng với anh là đủ.
em rất là có sự minh bạch trong chuyện đó. Ví dụ như tiền chi như thế nào, chi làm như thế nào, em rất là rõ ràng. Anh đồng ý. Đã. Anh có muốn cùng em đi du lịch không? Có. Anh có thấy đòi hỏi của em có khó quá với anh không? À, không, bởi vì những cái đó anh có thể làm được. Làm được đúng không? Tại vì em hứa là những lời nói của anh trên chương trình nó sẽ ghi âm lại. Có ghi đó. Ghi hình luôn đó em, chứ không phải ghi âm đâu. Rồi anh quen em một thời gian rồi, khi nào để anh dắt em về nhà ra mắt gia đình chưa? Nếu mà em sẵn sàng về ra mắt gia đình anh thì lúc đó anh sẽ dẫn em về gia đình anh. Nếu mà em về gia đình anh chơi xong rồi gia đình anh cảm thấy con bé đó chắc không được đâu, con chia tay đi, rồi anh nghĩ như thế nào? Gia đình anh không sẽ không có hành động như vậy, bởi vì gia đình anh sống anh hiểu. Chắc là dễ, cho dù có bạn đối nữa thì cái đó là phụ thuộc vào anh. Rồi ví dụ như em về nhà anh, gia đình anh đồng ý, rồi anh có muốn là xuống gặp gia đình em không, gia đình của anh á? Có chứ, nếu mà anh được thì hai bên thì anh có thể dẫn mẹ anh về Cà Mau chơi thăm gia đình em. Nếu mà về nhà thì bao lâu nữa mình tiến tới xa hơn? Anh nghĩ là trong vòng 2 năm, hoặc là có tùy vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế, mà trong vòng 2 năm. Bây giờ là điều kiện anh kinh tế có thể đủ nuôi em chưa? Đủ nuôi em và một đứa con. Dạ. Còn nhưng mà đủ thôi chứ không chưa có khá giả. Không, em chỉ cần đủ thôi chứ không em không còn dư, mà chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Đủ. Anh thấy em có khó không? Ở nhà em nói em là rất là khó tính và khó chịu. Nói chung là rất là khó tính luôn á. Trong chuyện mà để tìm một người bạn á, anh có dám vượt qua cái nỗi khó của em không? Được. Em hy vọng anh sẽ làm được điều đó. Vì anh cũng là người cam chịu quá. Cho dù em có mắng quát anh cái nào thì anh cũng ngồi lắng nghe rồi, em. Rồi em còn một câu hỏi cuối cùng nha. Ví dụ như anh quen em là em không muốn hỏi về quá khứ. Ví dụ anh hỏi em cũng trả lời, nhưng mà anh có ghen gì cái đó không? Ghen thì dĩ nhiên là anh, nếu mà anh biết là khó cứu với ai thì anh cũng ghen hết. Nhưng mà anh có thể mình có hiểu được và thông cảm. Cái quan trọng là mình hiểu được và mình thông cảm. Giải cứu thằng bé đi. Anh còn 1000 câu hỏi nên em có trả lời hết không? Dạ. Tấn công tội nghiệp nó quá. Hỏi hỏi xanh mặt hết trơn rồi. Tôi bảo đảm hỏi 1000 câu nữa thì chàng trai tôi cũng ok hết. Đúng rồi, chàng trai này là quá hiền và quá dễ. Chịu hết luôn. Mà thậm chí cô này hỏi chưa chắc cô này nghe được cô anh này nói. Hỏi gì? Chưa kịp trả lời. Hỏi chưa kịp trả lời là bà hỏi câu thứ hai rồi. Tôi thấy chàng trai tôi là cứng đó, hỏi gì cũng trả lời chứ. Đúng rồi. Ok chứ. Được quá đúng không? Thấy là nhà trai tôi sao? Dạ được. Được đúng không? Được quá được chứ. Thôi chương trình hỏi đáp đã hết. Chúng ta tới chương trình văn nghệ. Em có thích nhạc không? Dạ thích. Anh thì thích nhạc cổ điển, anh thì không có thích nhạc trẻ. Nên anh cũng muốn người phụ nữ mình là hiểu mình và có thể cùng sở thích của mình. Tới đây thì em tặng bạn gái và tất cả mọi người trong đây một bản nhạc cổ điển mang tên Natalia. Thôi, Natalia. Thôi. Wow. Chơi điểm nào không mọi người? Con không hỏi có câu chơi điểm nào hết. Dạ thôi. Con hỏi thêm nữa không? Em có thích không ạ? Dạ có, con thích. Em cảm ơn anh đã tặng cho em bản nhạc. Bây giờ dậy đi, sau khi đàn hát xong chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc nào. Mời em trai đứng dậy. Cho nắm tay được ha. Nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảm xúc khi nắm tay bạn gái thế nào? Tay tay bạn lạnh. Lạnh. Về cảm xúc đó, cảm xúc trước cái lạnh nó thế nào? Em thấy bạn rung và có thể là em hiểu được bạn trải qua nhiều cái tổn thương. Em cũng muốn vá lành những cái tổn thương đó không? Dạ muốn. Muốn hả? Bây giờ anh thấy có thể là anh sẽ bù đắp cho em những
cảm xúc, có những cái nỗi buồn, có vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì em cứ liên hệ anh thì anh sẽ ở bên cạnh em đó. Em hy vọng là điều đó sẽ khó thành hiện thực. Rồi, trở về vị trí các bạn. Hãy đưa ra quyết định chín chắn của mình. Chuẩn bị. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy trân trọng giây phút này. Hãy hỏi ít lại chút xíu. Hãy giao lưu tình cảm là chính. Hãy nhìn bằng ánh mắt. Hãy hiểu từ trái tim đến trái tim nha. Dạ. Anh nghĩ rằng với chàng trai này thì đủ để chúng ta có lòng tin với những sự chân thành của anh ấy. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Em chào anh ơi, anh giới thiệu về bản thân của chương trình anh nhé. Vâng. Mình giới thiệu chủ động với chương trình về tên, tuổi, công việc hiện tại của mình này. Rồi là mình hiện là đang ở đâu. Mình nói qua về cái sở thích của bản thân, rồi là tính cách, rồi là những cái ưu nhược điểm của bản thân anh nhé. Vâng, em là Vinh. Thỏa tên là Mai Văn Vinh, thì sinh năm 81. Thì em học, em làm bên xây dựng. Em đang thi công ở Bắc Giang, quê ở thành phố Thanh Hóa. Quê em ở Thanh Hóa. Rồi mình làm ở công ty xây dựng ở Bắc Giang hả anh? Không, không chị ơi, công ty ở trên Hà Nội nhưng mà công trình ở Bắc Giang. À thế là hiện tại là mình đang sinh sống chủ yếu ở đâu ạ? Em tức là quê thì ở Thanh Hóa, còn công trình ví dụ chẳng hạn như công trình ở Hà Nội thì công trình ở Bắc Giang thì có công trình ở đâu thì đi ở đó thôi, còn trụ sở công ty là ở Hà Nội ạ. À rồi. Anh Vinh nói về bản thân đi ạ, mình có điểm mạnh và yếu gì không? Điểm mạnh thì cũng không có điểm mạnh nhưng mà cũng gọi là làm về công việc thì gọi là cũng mạnh mẽ, với lại cũng thích đầu tư, không biết có phải đấy là điểm mạnh hay điểm yếu. Tức là ví dụ như em, ví dụ em thích cái gì thì em sẽ làm bằng được. Chẳng hạn như mình thích đầu tư cái này này, đấy, thích đầu tư cái này, ví dụ người khác không bảo là phải nghiên cứu các thứ nhưng mà đặc điểm là mình thích là mình làm. Đấy, đó là quyết đoán nhưng mà không biết cái điểm mạnh hay điểm yếu. Còn cái điểm yếu là gọi là ít nói. Ít nói với lại với phụ nữ thì chắc là cũng không được khéo lắm. Mình đã từng có mối tình rồi ạ. 81 là mình đã lập gia đình rồi anh. 81 em chưa kết hôn lần nào. Rồi mình nói về câu chuyện tình cảm quá khứ của mình đi anh. Quá khứ thì ngày trước đi học thì cũng gọi là yêu vài cô. Thế sau khi là vào trong làm ở trong kia thì mỗi người mỗi nơi, rồi sau là cũng không ấy được, cũng có vài cô học sư phạm. Có vài cô học sư phạm thì sau khi mà vào trong, em thi công cái năm 2009 ấy, thì em thi công cái tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương ở trong Nam ấy. Thế là mỗi người mỗi nơi rồi. Mỗi người mỗi nơi chứ không, cái điều kiện nó xa quá, đi lại nó cũng mấy rồi là cũng. Giờ là mình muốn nó ổn định rồi đúng không ạ? Thì mình có sắp xếp được công việc không nếu mà tìm được bạn gái phù hợp? Tìm được bạn gái thì bất cứ lúc nào thì em cũng sẽ sắp xếp được công việc. Rồi anh nói về cái hình mẫu mà mình đang tìm đi ạ. Hình mẫu thì chẳng hạn cho bạn gái thì cao khoảng 1m50 trở lên là được rồi. Vì là em không cao lắm. Bạn gái 1m50 trở lên là được. Hai nữa là khuôn mặt thì nhìn tươi.
với lại hiền lành, dịu dàng, hơi mũ mĩm một tí cũng được. Quê quán thì sao ạ? Ví dụ mà bạn nữ trung nam có ok không ạ? Quê quán thì bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng bạn gái ở đâu thì nếu mà thấy hợp thì công việc thì ở đâu thì cũng được. Đấy, quan trọng là nếu mà được ở ngoài, nói chung là bây giờ quê quán thì quan trọng bạn gái ưng ở đâu, ưng mình là được, chứ không phải là không quan trọng quê quán. Nhưng mà bây giờ anh ơi, bây giờ kêu ưng anh mà anh không có rõ, bây giờ anh dự định nhà cửa anh sẽ cất ở đâu, anh ở đâu anh ổn định, chứ anh đi lâu lâu chỗ này mốt chỗ kia thì sao mà được. Thì chị ơi, thế thì bây giờ là đấy là cũng do là cái công việc của mình đấy, thì bây giờ không do cái gì, bây giờ là anh sinh năm 81 rồi đúng không, thì anh dự định là khi nào anh sẽ ổn định được, chứ không lẽ anh làm luôn cái năm 60 tuổi. Ổn định thì công việc của em bây giờ cũng ổn định rồi chị, nhưng mà bây giờ chẳng hạn như ví dụ mà lấy vợ về thì mình không đi xa nữa, mình làm ở Hà Nội thôi, mình không đi xa, hoặc mình làm, có nghĩa là cái nơi mà anh muốn dừng lại đó là Hà Nội đúng không? Đó, ý là hỏi chỗ đó đó. Vâng. Ừ. Cái nơi mà sau khi mà anh nói anh không đi tùm lum nữa thì anh sẽ ở trụ sở công ty anh là chỗ nào? Ở Hà Nội, ở Thanh Hóa hay ở Sài Gòn? Thì một nữa là địa điểm của em là một nữa là Hà Nội, hai nữa là Thanh Hóa. Thì bây giờ phải phụ thuộc bạn gái. Ví dụ mình có công việc phụ thuộc đến lúc đó bạn gái như nào thì mình với hai vợ chồng thì lúc đó ổn định thì mình mới tính được. Nhưng mà biết là ổn định tính, nhưng mà bây giờ bạn gái khi mà người ta đến chương trình á, người ta cần biết, người ta nói rất rõ cái quan điểm người ta, chứ không có phải như anh mà bây giờ còn mông lung 40 mấy tuổi rồi. Bây giờ ví dụ người ta tới, người ta sẽ nói là em quê em ví dụ ở Hà Nội, và em muốn sống Hà Nội, hoặc quê em Sài Gòn, em muốn ở Sài Gòn đó, người ta rất rõ ràng. Tại vì tuổi của anh thì bây giờ nè, ví dụ bằng tuổi anh chịu không? Bằng tuổi em thì nó cao quá. Rồi vậy thì anh muốn trong tầm tuổi bao nhiêu? Đầu 8 hoặc 88 hoặc là 87, cái đầu đó trở lại thì 90 là trở lại là đấy là được, cái tầm tuổi đó là vừa. Đó, nếu mà 90 thì cũng đã 32 tuổi rồi. Vâng. Đó thì người ta cũng muốn cái sự ổn định, chứ không phải là anh đi đâu đi được đâu. Vâng. Và người ta sẽ xác định, người ta hỏi là bây giờ có làm dâu hay không, hoặc là đi theo chồng là đi đâu, để người ta công việc của người ta nữa. Nên anh muốn khu vực ở chỗ nào? Đi, nếu mà đi theo chồng thì là một nó là địa điểm Hà Nội, hai nó là Thanh Hóa. Có hai địa điểm, một nó là cái trụ sở của công ty ở ngoài Hà Nội, hai nó trụ sở công ty em ở Thanh Hóa. Đấy, thì hai cái phương án đấy thì có hai địa điểm để em ổn định ạ. Rồi bao nhiêu năm đi làm thì bây giờ là anh có tiền để dành hay là mua đất hay là gì chưa? Cái đó thì em cũng đã chuẩn bị rồi. Cái đó thì không cái chỗ ổn định thì em có rồi. Không, thì anh chia sẻ thì ở đây chỉ có ekip chương trình thôi, chúng tôi đang kiểm tra thêm là cái sự chuẩn bị của anh á, chứ không phải là giấu giếm gì được đâu. Thì cụ thể là anh đã để dành được bao nhiêu hay như thế nào rồi anh có thể chia sẻ. Vâng, tức là bây giờ thì cái đất thì cũng cái riêng tư thì cái đất thì trụ sở của công ty em thì cũng đang cho thuê, nếu mà về thì hai vợ chồng sẽ ở đấy, ở Bình Sơn hoặc là ở thành phố. Thì cái địa điểm hai cái ở đấy là em đã có rồi. Ủa là đất của công ty chứ anh đâu có gì? Đất công ty nhưng mà đất của em. Em đứng tên công ty riêng của em ấy. Ừ, rồi. Đấy, chỗ cái em ghi trong cái đăng ký là số nhà 135 khu phố 4, đấy là cái trụ sở của em, nhà của em. Đấy là ở thị xã Bình Sơn, còn ở nếu mà ở tỉnh thành phố thì em cũng đã có. Rồi được rồi, cảm ơn anh. Anh có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không? Tài lẻ thì ca hát thì không có ca hát, nhưng mà cũng thỉnh thoảng thích đi hát karaoke với anh em bạn bè, còn hát thì chắc cũng không hay, cũng không có tài gì nổi bật. Rồi thôi được rồi. Ngân có hỏi gì không nhé?
Rồi, nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc lại cho mình thêm nhé. Vâng, nếu mà có được thì nhờ anh chị em chăm sóc khách hàng với lại chương trình thì báo sớm cho em khoảng mấy ngày để em chuẩn bị ạ. Có được không ạ? Rồi ok anh, nhưng anh chị em chăm sóc khách hàng sẽ lưu ý điều đó nha các em. Cảm ơn anh ạ. Dạ anh em bấm nút cảm kết thúc tiếp theo nha. Dạ, vâng. Dạ anh Tân, tuổi quê của anh ở đâu và công việc mình là gì, mình chủ động chia sẻ cho tụi em ha. Ok, mình tên là Ngô Văn Nhì, đến từ thành phố Đà Nẵng. Mình năm nay 34 tuổi. Công việc thì hai công việc, vừa xây dựng vừa bất động sản. Ờ, vừa làm xây dựng vừa làm bất động sản luôn. Rồi. Ừ, rồi. À, anh nói về một xíu về bản thân mình đi, những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ạ? À? Điểm mạnh của mình là thích thật lòng, chân thật, thẳng thắn, rõ ràng. Điểm yếu là hay nhút nhát ra trước những đám đông, nhất là phụ nữ. Rồi sau nay mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình nè. Sao? Nhát vậy đứng trước phụ nữ không được rồi lên chương trình có được không? Tất nhiên mình phải cố gắng chứ. Ừ. Rồi hồi trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa hay là trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua hai mối tình rồi. Còn gặp bao giờ? Sẽ cho em hai mối tình đó đi ha. Mối tình đầu tiên là năm 2010. Quen được 2 năm bắt đầu chia tay vì lý do là không hợp nhau. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2015. Nói chung cuộc sống vợ chồng là cái duyên cái nợ, mình không biết trước được điều gì. Là anh đã từng kết hôn rồi hả? Chưa kết hôn, đang độc thân. Không, ý là trước đó là đã kết hôn chưa? Chưa kết hôn. À, còn cái mối tình năm 2015 là sao? Cũng quen được 1 năm rồi hai đứa bỏ nhau vì không tìm được tiếng nói chung ấy. Là hai mối tình là cụ thể là chia tay vì lý do gì ạ? Vì lý do thứ nhất là không hợp nhau, thứ hai là không ai nhường nhịn ai hết. Ừ, là mình cũng nhường nhịn bạn gái luôn. Mình cũng im lắm rồi chứ. Yêu thương bạn gái mình phải chịu chung nhưng mà quá đón quá chịu không nổi được, không gian chịu không nổi được nữa. Là bao lâu rồi anh không quen ai? Từ 25 đến giờ. Giờ tập trung vào lo công việc cũng không có thời gian đi cà phê cà phố, không gái gú nữa. Tính mình không thích lan nhan. Rồi ở ngoài Đà Nẵng anh đang ở nhà với ai? Đang ở nhà ba mẹ. À, nhà ba mẹ hả? Ủa rồi đợt vừa rồi là ở ngoài Đà Nẵng có bão gì đó, nhà mình có bị ảnh hưởng gì không? Không em ơi, nhà anh vẫn ổn. À dạ rồi, bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một cái người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái là phải biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng với chồng mình, gia đình. Biết yêu thương gia đình con cái là được rồi. Rồi ngoại hình, tuổi tác, vùng miền sao? Ngoại hình thì ưa nhìn một chút. Còn tuổi tác thì không quan trọng. Lớn tuổi hơn anh cũng được luôn. Hả? Lớn tuổi hơn, rồi người ta có gia đình thì có được không? Điều đó thì tất nhiên được chứ, thì vợ chồng thì bao quan trọng tuổi tác đâu. Cái quan trọng là hạnh phúc của mình như thế nào, cuộc sống của mình như thế nào thôi. Ý là cái cô đó lớn tuổi nhưng người ta đã từng lập gia đình thì anh chịu không? Bình thường mà, quan trọng biết cảm thông, biết chia sẻ được rồi. Rồi, ok, tiếp. Và bạn gái đang ở khu vực nào thì được? Tình yêu thì hạnh phúc thì ở đâu cũng được hết. Mình thì đi bươn trải nhiều rồi, ở chỗ nào mình sống cũng được. Ừ, có thể xa được ha. Rồi có điều gì đặc biệt, yêu cầu đặc biệt ở bạn gái nữa không? Để biết nấu ăn một chút và cùng sở thích với mình, nhất là đi du lịch. Biết nấu ăn. Mình sở thích là du lịch, nghe nhạc bolero với là đi câu cá thế thôi. Rồi, anh có ca hát thì được không? Hát thử nghe đi. Hát thì được chứ. Ừ, rồi hát luôn. Gió về miền xuôi, anh đưa em quy nẻo đường đời. Gió đầu non, gió lọt đầu ghen,
Đường em đi đưa nở hoa khắp luôn cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Ok rồi, anh làm cái đó thì là công việc của anh như vậy, thu nhập có ổn định không anh? Thu nhập tầm khoảng bao nhiêu tháng? Thì ổn định, công việc về thời gian thì vô tư. Là trung bình bao nhiêu một tháng á anh? Nếu mà một tháng mà thu nhập tốt thì tầm 30. Rồi bây giờ nếu mà hiện giờ cưới vợ đã chuẩn bị gì để cưới vợ được chưa? Cưới vợ mình sẵn sàng chuẩn bị hết rồi. Gia đình hết bố rồi mẹ là có gì? Nhiều là chuẩn bị nhiều để cưới vợ. Nói chung là đủ cuộc sống trang trải gia đình của mình. Ba mẹ cũng hối lắm rồi. Rồi cưới về là không cần phải làm dâu đúng không? Ở đâu cũng được đúng không anh? Cũng được, ở đâu cũng được hết, dâu rể hay là không đó không quan trọng, thích ở rể thì mà thích chồng ra ở riêng thì ở riêng, quan trọng chỗ nào cũng tốt mình ở, chỗ nào phát triển mình ở. Ông bà đó đất lành chim đậu mà. Rồi ok, cảm ơn anh Dì ha. Cái buổi cắt ngày hôm nay là ngắn gọn vậy thôi, nếu mà mình được chọn thì sẽ nhận thông báo từ chương trình thêm ha. Ok, cảm ơn chương trình ạ. Dạ rồi, mình xong rồi anh khách ra cuộc gọi giúp tụi em nha. Sao anh phát ra cuộc gọi giúp tụi em nha, bấm cái nút đỏ. Okay.